nó đang là gì? Nó đang là nó nó không rõ ràng là cái nhóm đối tượng. Thế thì khi mình làm nghiên cứu thì cái việc là cái nhóm đối tượng của mình nó không rõ ràng thì nghiên cứu của mình nó cũng không có ý nghĩa. Rồi. Bạn Nguyễn Minh Kha 6D. Ví dụ nghiên cứu dị ứng thực phẩm có nhiều dị nguyên thay đổi từ 73 cho đến 100%, mình chọn hệ số P để tính cỡ mẫu dựa trên dị nguyên nào. Ok. Thế thì em lưu ý như này này, để mà chúng ta làm chúng ta tính được cỡ mẫu thì tôi nhắc đi nhắc lại là mình sẽ cần phải xuất phát từ cái vấn đề nghiên cứu của mình nhá. Đấy, thì vấn đề nghiên cứu này của vấn đề nghiên cứu của em ở đây dường như là dị ứng thực phẩm chứ không phải vấn đề nghiên cứu của em là dị nguyên đấy. Cho nên là mình đã mình đã định hướng chưa đúng. Thế thì em sẽ cần phải định hướng lại và có thể đọc tham khảo thêm các cái bài báo liên quan đến cái nội dung này. Thế sau đó thì tìm hiểu xem xem cách mà họ tính cỡ mẫu như nào để mình có thể học theo. Và nếu mà em ở trong ngành y, ngành y dược hoặc là những ngành mà có thể liên quan đến ngành y một chút, đúng không? thì mình có thể đăng ký cái khóa học, nghiên cứu khoa học của tôi hoặc là có thể chọn nếu mà ở các cái chuyên ngành khác thì mình có thể chọn các cái thầy cô chọn cái khóa học về nghiên cứu của các cái thầy cô tương ứng với lại cái chuyên ngành của mình ấy để học để mình biết được là cái vấn đề nghiên cứu của mình như thế nào để từ đó thì mình mới có thể tính được ra cái cái gì nhỉ cái cỡ mẫu chọn được cái công thức mẫu và tính được cái cỡ mẫu cho mình đó đấy là trả lời câu hỏi cho bạn Nguyễn Minh Kha nhá Nguyễn Minh Kha nhá đấy. có bạn uh, có bạn Ngân Nguyễn cho em hỏi thu thập dữ liệu bệnh nhân ngoại trú ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian ví dụ năm 2023 để làm dữ liệu nghiên cứu thì có cùng một bệnh nhân đến khám đi khám lại nhiều lần hoặc cùng một bệnh nhân nhưng thay đổi phác đồ điều trị thì làm thế nào để xử lý dữ liệu này hay cứ để nguyên như vậy để phân tích ạ à, thầy Đấy. thế thì cái câu hỏi này nó sẽ liên quan đến câu chuyện đó là vấn đề nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu em em lưu ý nhá vấn đề nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu thế thì mình sẽ cần phải định nghĩa được cái vấn đề nghiên cứu của mình nó là cái gì cái đấy là cái thứ nhất cái vấn đề nghiên cứu của mình là mình muốn tìm hiểu về cái sự kiện đấy nó xảy ra một lần ở trên cái nhóm bệnh nhân đấy hay là mình muốn là gì mình theo dõi cái sự lặp lại xảy ra ở trên nhóm bệnh nhân đấy giữa các lần khám bệnh khác nhau đấy thì mình phải xác định rõ cái vấn đề đấy nhé đúng không cái nghiên cứu của mình là gì nghiên cứu của mình là nghiên cứu cắt ngang hay là nghiên cứu của mình là nghiên cứu theo dõi dọc ở trên từng bệnh nhân đấy mình phải rõ cái đấy nhá đấy là cái thứ nhất này đấy là cái cái vấn đề nghiên cứu nhá cái thứ hai là liên quan đến đối tượng nghiên cứu thế thì đối tượng nghiên cứu của mình nó cũng phải rõ ràng thế thì cái này tôi vừa mới dạy ở cái lớp mà nghiên cứu khoa học tuống qua xong đấy, đấy thì một số bạn uh, cũng đề cập đến câu chuyện là đối tượng nghiên cứu của bạn là bệnh nhân ngoại trú. Thế thì khi em nói là đối tượng của em là bệnh nhân ngoại trú thì cái đối tượng của em nó là là một cái nhóm đối tượng nó không rõ ràng. Bệnh nhân ngoại trú nó có thể là một đứa trẻ em, nó có thể là một người trưởng thành, nó có thể là một phụ nữ có thai, nó có thể là một ông già, nó có thể là một người bệnh mãn tính hoặc là có thể là một người bệnh mắc bệnh cấp tính, có thể là một người bị đứt tay một chút hoặc là có người đang bị Uh, tai nạn giao thông rất là nặng nề, em thấy không? Thì cái nhóm đối tượng của em nó nó đang là gì? Nó đang là nó nó không rõ ràng về cái nhóm đối tượng. Thế thì khi mình làm nghiên cứu thì cái việc là cái nhóm đối tượng của mình nó không rõ ràng thì nghiên cứu của mình nó cũng không có ý nghĩa. Thế thì đối với câu hỏi này của em thì em đang gặp hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là gì? Là chưa rõ ràng về vấn đề nghiên cứu và thứ hai là chưa rõ ràng về đối tượng nghiên cứu. Lời khuyên của tôi là em nên uh, đi học một lớp về nghiên cứu hoặc là tốt nhất thì em nên tìm cho mình một cái người thầy người thầy mà mà hiểu biết về về cái nghiên cứu này này để có thể dẫn dắt em để em có thể rõ ràng về vấn đề nghiên cứu đối tượng nghiên cứu và cuối cùng ra được cái 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 nghiên cứu sao cho nó có ý nghĩa được chưa thì đấy là câu trả lời cho bạn ngân nguyễn nhá câu trả lời cho bạn ngân nguyễn nhá Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi